À, uh, xin chào mọi người, cái video này là cái video um, của cái tín hiệu của Solana nâng cao ok Ngay bây giờ là 11 giờ 8 phút sáng, ok ngày uh, 8 tháng 1, 2024 Vừa rồi là mình mới gửi cho bạn một cái video của Solana rồi Mình nói cho bạn hết tất cả những cái vùng okay nhớ là bạn phải coi cái video tín hiệu Solana bình thường trước khi bạn coi cái advance bởi vì cái advance mình sẽ không đi lại mình chủ yếu cái advance thì mình chỉ cho bạn cái vùng giá nào để mình vô hàng thôi để giúp đỡ anh em gọi là gọi là mới nhảy vô cái thị trường không có tự tin để vô hàng uh, của đồng này đồng nọ nhớ là bạn phải coi cái video vừa rồi trước khi bạn coi cái video này ok cái video vừa rồi mới được gửi qua đâu khoảng cỡ vài phút trước nha um, ngắn gọn là đây là sóng số 3 đã kết thúc ở đây. Ok. Sóng số 4 thì có thể đã kết thúc ở đây hoặc vẫn có thể dây dưa lên chút chút xíu nữa, nghe chút xíu nữa dây dưa, có nghĩa là nó tiếp tục hồi xuống chút xíu nữa trước khi nó bùng. cái okay. nó bùng. Sau đó là mình còn có mình sau đó mình có cái sóng số 5. Trong cái sóng từ từ 4 cho tới 5 như vậy, nghe từ 5 như vậy thì mình có ba cái sóng A, B và C. Cái sóng xanh này, ok, A, B và C và nó sẽ rơi vào những cái con giá giá này xác suất là vừa rồi là mình đã giải thích trong cái video vừa rồi là nó nằm giữa hai cái vành đen này cái giữa hai cái vành đen nó là một cái hình tam giác nghe nó là một hình tam giác thì xác suất cái vùng này nếu nó chống được xác suất là nó sẽ lên lên và lên ngay bây giờ con con giá của đó là 87 nghe 87 à, thì mình dời cái này qua chút xíu cái 87 nó có thể vẫn có thể râu ri xuống dưới cái vùng 85 có thể đụng luôn cái vành đen luôn là 84 Ok 84 rồi nó bùng Thì nguyên cái Nguyên cái khu vực này à, Mình sẽ vẽ cho nó chi tiết hơn nhau chút xíu Nguyên cái khu vực này là cái vô được có thể thu gom Thu vực, khu vực thu gom Nghe Miễn sao nó vẫn giữ được trên cái vành đen Cái đường chỉ đen này Ok trong cái video vừa rồi mình đã nói Nguyên cái đường chỉ đen này Cái là cái nó cái đường chỉ đen này vẫn giữ được trên cái đường chỉ đen này xác suất là lên lên và lên Ok. Không chỉ vậy là nếu mà nó lên được nó cắn được con giá 97.3 ok nằm trên cái vùng này. Thì cái chỗ đó là cái vùng có thể là thu gom thứ hai mua ở đây, bán ở đây, ok. Hoặc ok, hoặc để mà cho an toàn nhất á, là bạn đợi nó lên tới cái vùng này đã bạn mới vô thu gom. Con giá là 97.7, 97.9. Ok. Thì cái vùng đây từ đây lên đây á là nó lên khoảng cỡ 10 đô rồi. Ok cho những người nào ok À, riêng mình thì vừa rồi là mình đã thu gom, nó càng xuống thì mình càng thu gom thêm, nghe càng xuống càng càng thu gom thêm. Bởi vì cái xác suất là nó vẫn lên 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 và lên, ok. Bởi vì nó vẫn giữ trên cái vành đen này, ngoại trừ nó phá vỡ vành đen một có sự đột phá sụp đổ đi xuống thì nó sẽ rơi vào những cái con giá này. Nhưng mình là một người đầu tư dài hạn. Ok, mình là một người uh, không có cần bán nó qua uh, mình không cần bán nó liền. Ok, bởi vì vậy mình có thể mua và mình sẽ bắt đầu mua mình đã thu gom rồi nha mình đã thu gom rồi mình nói mình đã thu gom rồi càng xuống thì mình cũng mua càng thêm à, càng xuống thì mình cũng mua uh, càng nhiều vậy thôi càng xuống thì mình cũng mua càng, càng nhiều vậy thôi ok à, bạn chia ra cho là một ví dụ là ngay bây giờ bạn chỉ có 10 đô mà 10 đô để mua thôi thì ngay bây giờ bạn mua một đô nó xuống chút xíu mua thêm hai đô mua chút xíu chút xíu mua thêm ba đô xuống chút xíu mua 4 đô ok mua cho nó hết 10 đô thì thôi ok thì xác suất là lên lên và lên về đếm sóng đây là sóng 3, ok đã kết thúc ở đó đây là sóng 4, và đây là sóng 5, ok năm nhớ sóng 4 nó có thể rau ri xuống thêm chút xíu nữa nhưng cái okay, uh, để ý là nó có nếu mà nó có một sự vật lại đi lên nha một sự đột phá đi lên thì mình có thể vô hàng thêm ngay nguyên cái vùng này là cái vùng có thể vô hàng nghe vô hàng ok vô từ từ thôi ok nhớ là mình vô từ từ nghe mình không vô hết một lần vô từ từ thôi bởi vì sao nếu nó có thể sập xuống luôn nó sập xuống luôn á nó sẽ xuống cái những cái con giá này nhưng nhớ là nó vẫn giữ ở trên 70 47 thì xác suất vẫn là lên 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 và lên Okay. nó có thể rơi vào cái vùng này kế tiếp nhưng mà nếu vẫn giữ trên giữ trên được cái con giá 47 xác suất và lên lên và lên ok à, thì ngay bây giờ là về tất cả những gì mình thấy trên bàn ngay bây giờ xác suất là nó hồi lên ok nếu nó giữ được trên cái vành đen này cái giữ trên cái vành đen này và cái vành đen này đã được vẽ đã gọi là dính liền rất xa ok Nên mình đã bắt đầu nó từ đây rồi ok trước đây mình đã vẽ rồi gọi là tuần này qua tuần nọ rồi chứ không phải là ngày một ngày hai Okay. thì vừa rồi là mình dời nó thêm dài thêm chút xíu tới cái vùng này luôn thì nó vừa rồi là bạn thấy nó có thể uh, nó chống ngay ở cái đáy vừa rồi của nó đây là một sự đột phá này ok cẩn thận nếu mà cái chuyện này nó xảy ra thêm một lần nữa thì nó sẽ rửa gọi là nó đẩy giá rất sâu tới cái vùng này luôn còn nếu mà cái chuyện mà nó không một cái nến râu ri dài như vậy á, thì xác suất nghe xác suất là nó lên 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 dựa theo vừa rồi và ở đây vừa rồi ở đây bạn thấy là nó đánh, nó đánh giá rất mạnh xuống nghe nó gọi là nó cố tình để nó rửa mọi người ra còn ở đây là gọi là lên 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 lên, lên xuống thôi thì xác suất bởi vì cái hình hài như vậy nó chỉ lên 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 xuống thôi xác suất là nó lên cái thứ hai là nó chống được trên cái vành đen ok nó chống trên cái vành đen xác suất là lên lên và và lên ok lên thì nó lên tới cái vùng giá này kế tiếp nếu cắn được con chín chín mươi bảy chín thì nó sẽ rơi vào cái vùng giá này nếu nó cắn được 107, trăm nó chấm cái một một thì nó sẽ rơi vào cái vùng giá này ok a b và c đang được diễn ra vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ là cái vùng này là cái vùng thu gom nghe bạn có thể thu gom vô ngay bây giờ cũng được à, một phần trăm nhỏ nhỏ ok càng xuống thì mình càng thu gom còn mà thấy nó tín hiệu càng lên thì mình vẫn có thể thu gom nhưng cái nhớ là nếu nó cắn được con này thì là thu gom thêm luôn nghe thu gom thêm để lên 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 mình chút đó ok cắn con giá này à, xin lỗi bạn đây mình chuyển nó qua đây nhớ là cái con giá là đây ok mình dời nó qua đây thì ha ok con giá này nếu cắn con giá này 97 thì mình sẽ thu gom thêm tiền thêm thêm bởi vì đây là cái tín hiệu đầu tiên nó nói câu chuyện là lên 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 và mình đã để vẽ những cái mũi tên chỉ lên cho bạn rồi ok chứ không phải là không ok à, vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ ok mình đã thu gom ok bạn có thể thu gom luôn luôn ok à, càng xuống thì mình thu gom càng nhiều nhưng mà lên ok lên thì ngay bây giờ cho là một ví dụ ngay bây giờ bạn có 10 đô thì ngay bây giờ bạn có thể rót vô 3 đô ngay bây giờ 3 đô ngay bây giờ vô đồng Solana càng xuống thì mình mua càng nhiều vậy thôi Chia nó ra vài lần để mua. Vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Ok. Xin chào mọi người.